ma ma tôn đại nhân lan lăng thiên huyền ngẩng đầu mức nhìn ninh dạ thần thần sắc sợ hãi không thôi ngươi đã dám tính toán bản tôn nữ nhân chắc hẳn cũng đã làm tốt giác ngộ á à. ngươi yên tâm toàn bộ lan lăng nhà đều sẽ theo ngươi ninh dạ thần lạnh lùng nhìn xuống lan lăng thiên huyền khóe miệng lạnh mệt cười một tiếng dưới chân bóng ma tuôn ra đại lượng phệ linh trùng linh nhà lít nhít phệ linh trùng phát ra tất tiếng sột soạt tốt làm người ta sợ hãi tiếng vang trong nháy mắt liền đem lan lăng thiên huyền hoàn toàn thôn phệ bao phủ anh à ma ma ai Lan lang Thiên Huyền thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy, toàn thân toàn tâm thực cốt kịch liệt đau nhức, sợ hãi cùng trong tuyệt vọng hướng Ninh Dạ Thần đưa tay ra cánh tay cầu xin tha thứ, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, miệng đã là bị phệ linh trùng lấp đầy. Bất quá trong chốc lát, một vị tiên đế liền đắp lên ức phệ linh trùng từng bước xâm chiếm hầu như không còn, không có còn lại bất luận cái gì một điểm. Nằm ở một bên phượng tiêu đem một màn này thu hết vào mắt, dọa đến nàng không dám thở mạnh, nơm nắp lo sợ cúi thấp đầu. Trên đời tại sao có thể có người có được nhiều như vậy phệ linh trùng? mà lại những này vệ linh trùng tu vi mỗi một cái đều không thấp vệ linh trùng chỉ biết thôn vệ trưởng thành bản thân không có gì năng lực cho dù coi như ăn đến tiên để tu vi cũng không có cái gì uy hiếp nhưng đây chỉ là chỉ có vệ linh trùng tình huống nếu như vệ linh trùng thành đàn tụ tập cái kia đáng sợ trình độ tuyệt không phải bất kỳ người nào cũng không dám tùy tiện trêu chọc bởi vì những này tiểu con trùng một khi chui vào thể nội ngoại trừ toàn tâm thực cốt thống khổ bên ngoài bọn chúng còn có thể lấy trong chớp mắt đưa ngươi thực ăn hầu như không còn vị đại nhân này dưới chân vệ linh trùng đã là đủ để dẫn tới bất luận cái gì một giới khủng hoảng nếu là buông ra khiến cái này phệ linh trùng ăn bọn chúng chỉ sợ có thể rất mau đem cái này tiên cảnh thí luyện bên trong hết thầy ăn lau sạch sẽ lan lăng thiên huyền bị trong nháy mắt ăn sạch sẽ về sau phệ linh trùng không có mục tiêu vô ý thức liền tự hành thăm dò toàn bộ hướng phía quỳ sát tại một bên khác phượng tiêu dũng mạnh lao tới lớn tại đại đại nhân trước mặt ninh dạ thần phượng tiêu không dám hành động thiếu suy nghĩ dọa dạ đến sắc mặt kinh biến run dày hướng ninh dạ thần hô trở về ninh dạ thần nhàn nhạt hạ lệnh phệ linh trùng toàn bộ đàng hoàng dừng bước lại quay đầu lại chui trở về ninh dạ thần dưới chân bóng ma bên trong hô phượng tiêu an tâm nhẹ nhàng thở ra thật là hù chết nàng nàng kém trước coi là ninh dạ thần là dự định đưa nàng cũng cùng nhào đút cho phệ linh trùng đâu ngươi có thể đi ninh dạ thần liếc qua phượng tiêu về sau nhàn nhạt để lại một câu nói về sau quay người chắc tay rời đi đa tạ đại nhân phượng tiêu run rẩy dập đầu cảm kích nói đang chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc bỗng nhiên lại dừng bước lại nghĩ lại không đúng cái này lạnh tiêu hầm băng chính là nàng nhà nàng đi đâu huống hồ cứ như vậy rời đi trong nội tâm nàng cũng là mọi loại không bỏ cùng tiếc nuối trong lòng do dự một chút về sau phượng tiêu vẫn là lấy dung khí thận trọng đi theo ninh dạ thần sau lưng mê mơ ninh dạ thần phát giác phượng tiêu không hề rời đi về sau dừng bước lại nhưng người sang nghi ngờ nhìn phía phượng tiêu đại nhân cái này nơi này chính là nhà của ta phượng tiêu rụt cổ lại trong lòng run sợ yếu ớt nói ninh dạ thần mới chợt hiểu ra cái này lạnh tiêu hầm băng vốn chính là phượng tiêu lãnh địa tới hắn đều quên Quyên yên tâm bản tôn đối ngươi cái này không hưởng thù sau đó liền sẽ rời đi ninh dạ thần coi là phượng tiêu là sợ hắn không đi mới đưa nàng đuổi đi thế là mở miệng bảo đàn nói đại nhân ngài nếu là thích nơi đây chính là đại nhân ngài chỉ là ta có một chuyện muốn khẩn cầu đại nhân phượng tiêu do dự mãi vẫn không nỡ nói chuyện gì ninh dạ thần ngưng lông mày hỏi ngọc lân thì cũng thôi đi hiện tại hàn tiêu băng phượng đều có việc muốn xin nhờ hắn hắn không có ý định lại nhiều cho hài tử nhận nuôi một con sủng vật cũng may phượng tiêu xin nhờ sự tình cũng không phải là phó thác hài tử mà là gần như cầu xin thái độ dựng thẳng lên ngón tay nói ra đại nhân ta trông kia tiên tri hơn ngàn năm có thể hay không lưu lại cho ta một mảnh tiên tri diệp không 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 nửa mảnh liền tốt thực sự không được lưu cái lớn chừng bằng móng tay cũng được lạnh tiêu càng nói càng không có sức sợ hãi đem ban sơ một ngón tay tách ra thành nửa cái lại biểu thị chỉ cần một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ cũng có thể ninh dạ thần còn tưởng rằng phượng tiêu muốn xin nhờ hắn cái gì đâu kết quả là thực sự không nỡ kia trong hơn ngàn năm hóa linh tiên tri cái này hóa linh tiên tri là ngài ở đây thủ hộ hơn ngàn năm mới có thể trưởng thành như thế nếu không phải ngài tại chỉ sợ cũng không có cái này vạn năm hóa linh tiên tri cái này hóa linh tiên tri vốn nên thuộc về ngài là chúng ta mạo muội làm phiền ta cần cái này tiên tri chữa trị mẫu thân của ta thương thế chỉ lấy một mảnh là được còn lại đều thuộc về còn ngài ninh dạ thần còn chưa trả lời nghe được trò chuyện lạc như anh ôm lạc hồng dạ liền đi tới nghe được phượng tiêu vì cái này gốc vạn năm hóa linh tiên tri trong hơn ngàn năm nàng cũng không tiện đem nó một tia không dư thừa nhận thật thật sao nghe được lạc như anh phượng tiêu đầy mắt cảm kích cùng chờ đợi nhìn qua lạc như anh lạc như anh mặt lộ vẻ cười khẽ nhẹ gật đầu ninh dạ thần lại là đứng sau lưng lạc như anh đối phượng tiêu hơi nhíu lên lông mày phượng tiêu dọa đến nuốt một ngụm nước bọt vội vàng đổi giọng nói ra kỳ thật ta không dùng đến nhiều như vậy ta chỉ cần một mảnh là đủ rồi nhưng có thể chứ rất lời phượng tiêu thận trọng nhìn phía ninh dạ thần tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến của hắn một mảnh như vậy đủ rồi sao lạc như anh còn tưởng rằng phượng tiêu là tại thương lượng với nàng không khỏi nghi hoặc hỏi vạn năm tiên dược giá trị thời gian hãn hữu phượng tiêu nàng lại cố ý trong hơn ngàn năm vậy mà chỉ nói muốn một mảnh như vậy đủ rồi một chút cũng không tham lam mà đủ rồi đủ rồi một mảnh đủ phượng tiêu liền vội vàng gật đầu trả lời nàng sợ chậm một chút nữa ngay cả một mảnh cũng không có nương tử đã nàng đều nói như vậy vậy còn dư lại ngươi liền giữ đi cái này hóa linh tiên tri đối ngươi ngày sau tu hành cũng có tác dụng lớn ninh dạ thần sợ nhà mình lão bà còn đần độn muốn đem hóa linh tiên tri trả lại vội vàng mở miệng nói ra mê mơ tốt ta à? lạc như anh do dự một chút cuối cùng nhẹ gật đầu nàng hiện tại hoàn toàn chính xác cần mau chóng khôi phục đã từng tu vi cái này hóa linh tiên tri dược hiệu đối nàng tu hành cũng rất có ích lợi băng phượng tiền bối lạc như anh lấy sùng hóa linh tiên tri bên trên một mảnh chi diệp trông rỗng đưa tới phượng tiêu trước người đa tạ phượng tiêu nâng qua hóa linh tiên tri kém chút cảm động mẹ rơi đầy mặt cuối cùng có có thể được một mảnh hóa linh tiên tri chi diệp nàng đã là vạn phần thỏa mãn cái này hơn ngàn năm thủ hộ cũng coi là có hồi báo lạc như anh nhìn qua cảm động không thôi phượng tiêu cũng là không khỏi nhịn không được cười lên sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó mở miệng hỏi đúng rồi ta có một chuyện muốn xin hỏi xin hỏi băng phượng tiền bối có biết cái này nơi cực hàn chỗ sâu có cái gì giờ phút này nắng tại cái này lạnh tiêu trong hầm băng đối kia tâm thần tiêu gọi cảm giác càng ngày càng rõ ràng phượng tiêu ở đây hơn ngàn năm nói không chừng sẽ biết thứ gì nơi cực hàn chỗ sâu phượng tiêu nghe vậy sững sờ thần sắc cũng dần dần nghiêm túc nơi cực hàn chỗ sâu nhất ta chưa hề đến qua bởi vì nơi đó giá lạnh trình độ cho dù là ta cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi ngay cả băng phượng tiền bối ngài cũng ngăn cản không nổi giá lạnh lạc như anh thần sắc giật mình phải biết hàn tiêu băng phượng thế nhưng là hoàn toàn ở cái này nơi cực hàn sinh sống hơn ngàn năm tiên thủ bá chủ thân là băng hệ tiên thú năng tự thân cơ hồ là hoàn toàn miễn dịch đại bộ phận giá lạnh mới là huống hồ nàng còn có một thân tiên đế đỉnh phong tu vi khó có thể tưởng tượng kia nơi cực hàn chỗ sâu lại là đến cỡ nào rét lạnh đáng sợ phượng tiêu trịnh trọng nhẹ gật đầu kia rét lạnh hoàn toàn là lấy tiên linh tạo ra băng hàn chỉ có thể linh lực ngăn cản hộ thân càng đi chỗ sâu kia lạnh linh liền càng thêm khó mà ngăn cản ta từng thử bay vào đi qua cuối cùng cũng là suýt nữa lưu tại ở trong tại tận cùng bên trong nhất còn có một đạo tướng một phong bạo cái kia đạo bảo tuyết tựa như là một cái thiên nhiên tạo ra bình chướng cản trở tất cả mọi người tiến lên cho đến tận này ta còn chưa hề có từng thấy bất kỳ người nào thành công đi vào qua thiên nhiên phong bạo bình chướng lạc như anh nghe vậy thần sắc trầm ngâm muốn tạo ra to lớn như vậy bảo tuyết bình thường cũng không khó cho dù là nàng bây giờ cũng làm được nhưng nếu là phải gìn giữ có thể làm cho tiên đế tu vi cường giả cũng trùng bước lại là vô cùng khó khăn sự tình nếu là có người cố ý bày ra đạo này bảo tuyết bình thường không dám tưởng tượng đối phương tu vi là bực nào cao thâm kia nơi cực hàn chỗ sâu bên trong đến cung lại có cái gì đang không ngừng hô hoán nàng đâu ngay tại lạc như anh do dự phải trang lại tiếp tục mạo hiểm tiến lên lúc phượng tiêu tiếp tục thần thần bí bí nói ra ta còn nghe nói một cái có quan hệ cái này nơi cực hàn nơi phát ra nghe đồn Bắt quá chỉ là từ xưa lưu truyền xuống nghe đồn là thật là giả ta cũng không biết ra sao nghe đồn lạc như anh bị khơi gợi lên hứng thú hiếu kỳ hỏi liền ngay cả ghé vào lạc như anh trong ngực là hồng giả cũng là chừng mắt mắt to an tĩnh nhìn chăm chú tựa như chờ lấy nghe cố sự đồng dạng phượng tiêu hắng giọng một cái chăm chú nói ra nghe đồn thời kỳ thượng cổ tiên yêu lượng giới đại chiến tại cái này tiên cảnh thí luyện sinh ra mới bắt đầu một vị tiên giới nữ tuyệt tiên từng tại cái này cùng một vị chín đầu yêu tôn triển khai kinh thiên động địa đại chiến trận chiến kia có thể xưng khai thiền tích địa trấn kinh thế gian cũng chính bởi vì vị kia tiên giới nữ tiên cùng yêu tôn một trận chiến này mới đã sáng tạo ra nơi đây tiên cảnh thí luyện bí cảnh Tức nuối là vị kia nữ tuyệt tiên lục chiến thân kiệt cuối cùng chém xuống kia chín đầu yêu tôn một mai về sau bất lực tái chiến chỉ có thể đem hết toàn lực đem kia yêu tôn phong ấn nghe nói kia yêu tôn đến nay như cố phong ấn tại tiên cảnh thí luyện bên trong mà vị kia nữ tuyệt tiên thì là bất hạnh trọng thương tiên vẫn an nghỉ nơi đây lúc sắp chết nàng lấy tự thân còn lại linh lực lại sáng tạo ra nơi cục hàn khiến bất luận cái gì ý đồ bất chính người khó mà tới gần trở lên chính là nơi cực hàn lý do bất quá đây đều là ta từ nhỏ đã nghe những người khác nói nghe phượng tiêu giảng thuật về sau chẳng biết tại sao lạc như anh trong lòng lớn thụ rung động tâm thần kêu gọi cảm giác càng thêm mãnh liệt trong lòng luôn có một loại cảm giác tại nói cho nàng nhất định phải tiến về nơi cực hàn chỗ sâu tìm tòi hư thực chỉ bất quá bằng một mình nàng khẳng định là không cách nào thông qua kia bão tuyết bình chướng lạc như anh nghiêng đầu sang chỗ khác đôi mắt đẹp nhìn phía ninh dạ thần không còn lạc như anh nhiều lời ninh dạ thần mỉm cười vươn tay tự tin nói nâng tử muốn đi vi phu tự nhiên là phải bồi nếu không vi phu cũng không yên tâm lạc như anh mỉm cười cười khẽ đưa tay khoác lên ninh dạ thần trên bàn tay có hắn tại giống như cũng không có gì có thể lo lắng đa tạ băng phượng tiền bối lạc như anh nắm ninh dạ thần tay đứng dậy hướng phượng tiêu có chút không người biểu thị cảm tạ hai người tại phượng tiêu nhìn chăm chủ hóa thanh thần hồng cực nhanh trong né mắt rời đi lạnh tiêu hầm băng chui vào trong gió tuyết hướng phía chỗ sâu mà đi Phượng Tiêu nhìn qua đi xa rời đi Lạc Như Anh, cau mày, thần sắc suy tư. Tại Lạc Như Anh rời đi về sau, nàng mới lại chợt nhớ tới. Có quan hệ vị kia tiên giới nữ tuyệt tiên mặt khác nghe đồn. Nghe nói kia tiên giới nữ tuyệt tiên tóc bạc mắt đỏ, người khoác tiên giáp, hình dạng tuyệt mỹ khuynh thế. Nhìn cùng nữ tử kia không sai biệt lắm. Tại ninh dạ thần cùng Lạc Như Anh chui vào bão tuyết về sau. Tại ở ngoài ngàn dạng tòa nào đó trên đỉnh núi tuyết. Phá tiên hoàn toàn thu liễm khí tức sừng sững tại tuyết phong sơn vách đá. Xa xa ngắm nhìn ninh dạ thần cùng lạc như anh rời đi phương hướng danh xưng chín đại thần tôn một trong phá tiên vậy mà lẫn mất xa như vậy thật là buồn cười á à. cái này như một chút đều không giống ngươi a à. sau lưng phá tiên mông lung tuyết trong sương mù hiện ra một đạo đứng sừng sững thân ảnh bóng người không lưu tình chút nào mở miệng châm chọc phá tiên cách tuyết trong sương mù đều có thể cảm nhận được hắn chế giễu gương mặt kia cẩn thận một chút dù sao cũng nên không sai phá tiên hơi nhiều lên lông mày thần sắc không vui nhưng không hề tức giận nếu là đổi thành những người khác hoặc là đặt ở trước đó dám dặn này chế giễu hắn hắn đã sớm không chút do dự động thủ diệt xác hắn tạm thời còn cần hắn hiệp trợ ngươi cứ như vậy sợ hãi cái kia cái gọi là ma tôn cho dù biết phá tiên thần sắc không vui bóng người vẫn không có mảy may thu liễm tiếp tục mở miệng châm chọc nói anh lê chứa trách bản tôn không có nhắc nhở ngươi vị này ma tôn cũng là một vị tân tấn tuyệt tiên tù vi không ở đây người ta phía dưới Phá tiên nhàn nhạt liếc qua người bên cạnh mở miệng nói ra hắn chỉ là hơi nhắc nhở một chút cũng không có nói thẳng nói cho anh lê ninh dạ thần đến cùng mạnh đến mức nào dù sao coi như hắn nói hắn cũng sẽ không tin trên thực tế anh Lê cũng hoàn toàn chính xác không có đem vị này tân tấn ma tôn để vào mắt. Anh Lê khinh thường nhìn về phía ninh dạ thần đi xa phương hướng, cùng ngôn phách lồi nói ra. Hừ, chỉ là một giới ngay cả ngàn năm tu vi đều không có tân tấn ma tôn mà thôi. Bản tôn quát tháo lúc giới, để thời gian tất cả mọi người run rẩy lúc hắn còn chưa ra đời đâu chết tại bản tôn thủ hạ ma tôn cũng có một hai đơn giản chính là nhiều hơn một người thôi đá ngươi có như thế tự tin kia một hồi kiềm chế lại ma tôn nhiệm vụ liền giao cho ngươi nghe anh lê và tiên khóe miệng có chút dương lên kém chút nhịn không được cười ra tiếng hắn cũng không phản bác Hừ, kiềm chế bản tôn nếu là thất thủ giết chết hắn cũng không thành vấn đề à anh lê cười nhạo một tiếng nói nếu là ngươi có thể giết hắn vậy liền không thể tốt hơn và tiên ngoạn vị nhìn về phía anh lê mang theo ý cười nói ngươi liền đợi đến xem đi bản tôn đây chính là giết hắn đem đứa bé kia mang đến nói anh lê liền muốn bay vút đi tìm minh dạ thần không vội bản tôn biết bọn hắn muốn đi đâu hiện tại không dễ đồng thủ có tốt hơn cơ hội phá tiên vội vàng giơ cánh tay lên ngăn trở anh lê hắn mặc dù không ngại anh lê đi tìm chết nhưng tuyệt không phải hiện tại anh lê cau mày không hiểu nhìn phía phá tiên Chính đại thần tôn một trong phá tiên bây giờ đúng là như thế khiếp nhược có hắn tại hai người bọn họ hai vị tuyệt tiên có gì có thể sợ coi như cường rắn đoạt cũng có thể đem đứa bé kia đoạt tới